Thưa quý vị và các bạn, dùng thuốc ở phụ nữ có thai luôn được các bác sĩ khuyên phải rất thận trọng, ngay cả với những thuốc được coi là bổ, vì những thuốc đó có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình thai nghén, sự phát triển của thai nhi, thậm chí còn gây dị dạng cho thai, thai chết lưu hoặc gây sảy thai. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc về dùng thuốc khi mang thai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được trao đổi với bác sĩ trong chương trình tạp chí Sức khỏe và Đời sống. Thưa bác sĩ, là trong quá trình mang thai, nếu như mà người phụ nữ dùng thuốc không đúng thì sẽ gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của thai nhi ạ? Khi mà người phụ nữ mang thai thì cái mức độ ảnh hưởng của thuốc đến thai nhi thì tùy thuộc vào cái loại thuốc người phụ nữ dùng là thuốc gì, đường dùng như thế nào, cái liều dùng là bao nhiêu, và cái thứ hai là cái giai đoạn phát triển của thai đấy là giai đoạn nào, và cái thứ ba nữa là đặc điểm cơ thể của người mẹ như thế nào. Thế thì tùy vào từng cái giai đoạn đấy mà cái ảnh hưởng có thể khác nhau. Thứ nhất là thuốc có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến thai, có thể gây ra thai chết lưu, sảy thai hoặc là gây các cái trường hợp dị tật bẩm sinh. Cái thứ hai nữa là thuốc có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp mà làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất giữa mẹ và con, tức là thai có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của bánh rau, làm giảm trao đổi oxy cũng như là chất dinh dưỡng giữa mẹ và con. Thế rồi thuốc có thể làm tăng cái co bóp cái cơ tử cung, cũng ảnh hưởng gián tiếp đến việc trao đổi chất giữa mẹ và con. Thế và thai có thể ảnh hưởng đến một số cơ quan khác của mẹ, thế cho nên cũng ảnh hưởng đến trao đổi chất giữa mẹ và con. Thì tất cả những cái đó sẽ làm cho thai nhi phát triển chậm trong bụng mẹ và có thể gây là sảy thai. Thưa bác sĩ, là người phụ nữ có thể dùng được những cái loại thuốc nào trong quá trình mang thai? Cái thuốc duy nhất mà người phụ nữ có thể dùng và được khuyến cáo dùng trong suốt thời kỳ mang thai đó là sắt và axit folic. Thực ra thì sắt và folic thì là một cái thuốc mà được khuyến cáo dùng cho bà mẹ trước khi mang thai từ 2 đến 3 tháng, dùng suốt trong quá trình mang thai và đến sau đẻ ít nhất 1 tháng. Vậy thì những cái loại thuốc nào mà mẹ bầu tuyệt đối không được sử dụng khi mang thai ạ? Trong khi mang thai thì có một số mà tuyệt đối mẹ không được dùng. Ví dụ như là thuốc chống ung thư, thuốc chống chữa mụn trứng cá. Thế rồi các cái nhóm thuốc mà tác động đến thần kinh trung ương, ví dụ như là thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm. Thế rồi các cái thuốc bình thần, thế rồi một số những cái thuốc gây mê, giãn cơ. Thế và đặc biệt cái nhóm thứ tư nữa mà cái thuốc này không dùng đó là thuốc tẩy giun. Thế và một số các thuốc nội tiết, ví dụ như là androgen hoặc là estrogen hoặc là các thuốc kháng giáp trạm tổng hợp. Thế rồi một số những thuốc thuộc nhóm kháng sinh, ví dụ như là kháng sinh tetracycline, nếu như uống nhóm này thì em bé có thể là ảnh hưởng đến cái men răng của em bé răng sẽ bị màu xám xỉn. Thế rồi thuốc kháng sinh cái nhóm chloramphenicol chẳng hạn, thế cái nhóm này thì có thể gây ảnh hưởng đến cái em bé khi mà đẻ ra, em bé có thể là bị trụy tim mạch, gây cái hội chứng xanh xám. Thế rồi một nhóm kháng sinh khác nữa, ví dụ amycoglycosid, thì nếu dùng cái nhóm này thì có thể gây điếc cho em bé, điếc bẩm sinh. Thế rồi một số những kháng sinh khác, ví dụ các sulfamid hoặc là các cái kháng sinh đường niệu, hoặc là một số những cái thuốc chống đấm ketonazole, thì những thuốc đấy cũng không dùng được cho phụ nữ có thai. Thế rồi một số những cái thuốc trong nhóm thuốc chống đông máu, ví dụ coumarin. Thế rồi một số những thuốc chữa bệnh đái tháo đường, ví dụ như cái dạng viên uống tổng hợp thì cũng không dùng được cái thuốc đấy. Thế và một số những thuốc cao huyết áp, ví dụ như là cái nhóm mà đặc biệt là cái nhóm ức chế men chuyển, thì cái nhóm này cũng không dùng được cho phụ nữ có thai. Thưa bác sĩ, là nếu như không biết mình mang thai mà lại sử dụng nhiều loại thuốc thì khi đó người phụ nữ cần phải làm như thế nào ạ? Nên là mang cái đơn thuốc đó hoặc là cái vỏ thuốc mà mình đã sử dụng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Bởi vì một số nếu như mà sử dụng những cái thuốc đấy mà không thuộc nhóm thuốc chống chỉ định tuyệt đối, tức là tuyệt đối không được dùng cho phụ nữ mang thai, thì các bạn mẹ vẫn có thể là tiếp tục để thai và sau đấy thì đi khám sàng lọc theo sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ. Thế còn nếu như mà những cái thuốc đấy mà khi đi khám bác sĩ mà những thuốc đấy mà thuộc một trong những thuốc mà chống chỉ định tuyệt đối trong thời gian mang thai, thì lúc đấy thì các bạn nghe theo sự tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ là sẽ đình chỉ thai nghén. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ.